Hello cả nhà, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Hana US. Hôm nay Hana đến hãng xe Luxury để quay review cho cả nhà mình xem nha. Hiện tại thì xe Luxury dòng đời đời xe RZ đang có 72 tháng no interest, có nghĩa là không có tiền lời. Dòng xe là RZ nha cả nhà nha. No interest, không có tiền lời. 72 tháng nha, không có tiền lời. Thì cả nhà mình thấy nè, ngoài xe rất là nhiều. Ở Mỹ người ta bán xe là người ta đậu bên ngoài rất là nhiều. Nhưng mà trời mưa nha, trời mưa hay nó đến thì trời đang mưa. Cho dù trời nắng, cho dù trời mưa, cho dù trời tuyết, ở Mỹ là người ta đậu xe, cho dù xe Lexus, cho dù xe Toyota, xe đời mới, xe Mercedes thì người ta cũng đậu ngoài hết. Mà trời tuyết nữa người ta đậu nó cũng không có hư. Không biết tại sao mà ở Việt Nam mình một giọt mưa người ta cũng đi rửa xe. Thiệt tình đó, ở Việt Nam cưng chiếc xe còn hơn là con gái 18 nữa. Còn ở đây thì không có nha, xe người ta đậu bên ngoài không mọi người. Đó, cả nhà mình thấy đậu ở ngoài nha. Để Hana đi ở ngoài quay cho cả nhà, quay chiếc xe này trước cho cả nhà mình xem nha. Ai thích chiếc nào ha, để Hana đi dài lại đằng kia nha. Ai có tín đồ đam mê xe Luxury nha. Xe đậu ngoài cả nhà mình thấy không, trời mưa rất là to, chứ không có to. Mưa to là Hana đã đi ra ngoài quay cho cả nhà mình xem nha. Bây giờ mưa to quá làm sao, bây giờ quay ở trong thôi nha. Đó, đây là cái chiếc xe màu đỏ, màu đen. Chiếc này màu đỏ nè, đẹp chưa? Hai sơn. Chiếc bên này, quay bên này nha. Wow, chiếc xe này đẹp quá nha mọi người. Rồi, quay sơ sơ cho cả nhà mình xem nha. Wow, xe đẹp quá. Thích chiếc nào thì comment phía dưới nghe. Ai? Bây giờ ở ngoài trời mưa rồi thì làm sao ta? Quay sơ sơ cho cả nhà mình xem nha. 21. Còn mưa hay nên đứng ở trong quay ra ngoài nha. Mấy cái xe ở ngoài là xe mới không nha cả nhà. Có xe mới có xe đời cũ có nha. Bây giờ trời mưa thì không biết làm sao để ra bên ngoài quay cho mọi người, quay mấy cái chiếc gần gần ở đây nha. Rồi hay nào quay chiếc này nha. Cả nhà mình thích chiếc nào thì comment phía dưới ha. Do là hay là có một mình không ai quay cho hay là hết, cho nên là quay lại một vòng cho mọi người chiêm ngưỡng chiếc xe này nghe. Hay là lại thích chiếc này nè. Wow, hay là cực kỳ thích chiếc này nha. Nó không lớn không nhỏ. Nó vừa xài thôi. Hay là thích mấy chiếc xe vậy nè. RZ. Chiếc xe RZ. Ai thích chiếc nào thì comment phía dưới nghe. Ra đây quay cho mọi người xem nè, trời đã tạnh mưa. Lúc nãy Hana vừa tới thì trời mưa quá rất là to luôn. Rồi Hana cực kỳ thích cái chiếc xe này luôn nha. Mê chiếc xe này nè. Đó, xe bên đây bên Mỹ này là người ta đậu ở ngoài vậy đó mọi người. Nha, không có đậu ở trong nhà nha. Việt Nam đậu trong nhà. Đó, đây là trong hãng nè. Người ta đậu ở ngoài, xe mới. Anh thích chiếc xe này quá nè, quá thích chiếc xe này luôn. Dòng đời xe mới ra là cái dòng RZ đang có 72 tháng nội trực, còn có mấy ngày nữa hết hạn nha mọi người. Nên là tranh thủ quay cho mọi người xem nè. Ai có tín đồ mê xe Luxury thì cả nhà mình chạy nhanh vô chỗ hãng Luxury nha. 72 tháng là nội trực, tùy theo dòng xe nha. Cái dòng là RZ nha, chứ chứ R chứ Z á. RZ nha. Chứ Du á.
rồi chứ không phải gì. À, đời nào cũng nội yên trực cho nghe, không có nghe, mà nó chỉ hết, hình như nó hết hạn vào ngày 30 hay 30, hình như 30 tháng này hay gì đó, nên cả nhà mình nhanh nhanh nha. Ai có tín đồ thích xe lắc xịt thì cả nhà mình thấy không, ở Mỹ xe người ta bán người ta đậu ngoài trời vậy nè, chứ không có đậu ở trong nhà. Ở Việt Nam đậu trong nhà không à, mà chạy xe lỡ có giọt mưa cũng đi rửa nữa. Nội ơi, người ta đậu 14 có hết nha mọi người. Mê chưa, mê chưa, nó người ta để bảng giá luôn. Nhưng mà xe này đời 2021, nhưng mà cả nhà mình là năm 2018, nhưng mà cả nhà mình là cũng ở Mỹ, không phải là không có nói thách nha, hình như cũng có thể trả giá bớt được chút đỉnh. Nhưng mà các bạn comment phía dưới đi, một chiếc xe lắc xịt với lại một các bạn chọn chiếc xe đẹp, đời mới đẹp, tức là một chiếc xe, các bạn chọn một người có 6 múi hay là chọn một anh có 6 chiếc xe chiếc xe đời mới. Nên là nghĩ chắc người ta chọn cái anh mà có 6 chiếc xe đời mới quá, chứ không ai chọn anh 6 múi nha. Nói chơi thôi nha mọi người. Rồi thôi, hay là đến đây, đến video đến đây đã đủ rồi ha. Tell if you look at the grill. Okay, this one electric car and this RZ. RZ, yeah. How much the price? Can I go inside to see it? Absolutely, it should be open. Okay. Okay. Oh yeah. And how about, yeah, we need a charge. You would have to put a charger in your home. At home? Yeah, because I never use an electric car, that's why I don't know. Yeah, so if you get a char if you get an electric car, you'll want to put a level 2 charger at your house, or you're gonna have to plug it into a regular charger, but it's gonna Okay. take a long time to charge. And how much the price? It's about 65 grand. I mean, if I have a good credit, 72 month, no interest, right? I don't believe. I saw on, On the RZ? yeah. If it says it online, then yeah. Oh, you need to check, right? Oh, our offers change all the time, Okay. so I can't keep up with them. Yep. This one use gas, right? One's all gas, Yeah, yes. all gas. RX 350. RS 350. Okay. I like it. I love it. But I wonder why one. All right, well let's Yeah, go looks see. nice, very pretty. Yeah, the white one. Outside, you think? Yeah, but You I think want to that? see. Rồi cả nhà ơi, nãy giờ Hana quay vòng vòng mấy chiếc xe ha. Cả nhà mình thích chiếc nào thì comment phía dưới nha. Cả nhớ nha, cái dòng đời xe là RZ đang có 72 tháng, no interest, còn có mấy ngày nữa hết hạn rồi. Hana đừng đứng ở phía ngoài. Bây giờ Hana xin chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp mọi người vào video tiếp theo. Hana sẽ review nhà ở Mỹ cho cả nhà mình xem nha. Xin chào tạm biệt mọi người.